Xin chào các em, chúng ta tiếp tục học về môn logic và suy luận toán học và phần tập hợp. Phần thứ ba, một số hàng đẳng thức tập hợp. Thì khi mà người ta viết ra một số hàng đẳng thức tập hợp, chúng ta rất hoảng loạn. Làm thế nào mà nhớ được? Thì câu trả lời là chúng ta chỉ cần chú ý vào những cái chỗ sau đây là chúng ta nhớ được hết. Nó khá giống với lại ở phần bên mệnh đề. Nó giống hết luôn. Bây giờ thầy giáo viết ở bên trái là mệnh đề nhé. Chúng ta biết được là P hội với Q thì tương đương logic với Q hội với P. Luật gì đố biết? Luật giao hoán đúng không? Tương tự như vậy cái ký hiệu tuyển chúng ta tự viết nhé. Thế thì bên này thì là A giao B bằng B giao A. Cũng được gọi tên là luật giao hoán. Dễ thuộc chưa? À, bây giờ tự viết dấu hợp nhé. Cô phải học như thế thuộc luôn đấy. Vừa nhớ cái cũ vừa thuộc luôn cái mới. A hợp B sẽ bằng cái gì? B hợp A. Ô, vừa bảo cái luật này tên là gì? Như luật phân phối đó nhỉ? Rồi, giỏi lắm. Xít bị lừa. Mình còn có P hội Q sau đó hội với R thì tương đương logic với lại P hội với hội của Q và R. Luật này gọi là luật gì? Cái gì? Luật phối kết hợp á? Luật gì? Không mở. Luật kết hợp, đúng rồi, giỏi lắm. Thế thì ở bên này cũng thế. A giao B sau đó giao C sẽ bằng A giao với giao của B và C. Và tương tự như vậy, A hợp B sau đó hợp với C, các em tự viết nốt bên phải. Ô, vừa bảo cái luật này tên là gì nhỉ? Luật kết hợp, đúng rồi. Rồi P hội với Q tuyển với R thì nó tương đương với lại P hội Q P hội R. Dấu ở giữa là dấu tuyển và ngược lại nhé. Úi giời ơi, tự viết. Luật này là luật dè Đinh Hồng Nhung. Nhung ơi. Dạ, cái con quả Đinh Hồng Nhung trả lời nhanh. Luật này gọi là luật gì? Một cái là phép hợp hội, một cái là phép tuyển, hai phép toán khác nhau, nó gọi là luật phân phối. Bên này hoàn toàn tương tự. A giao B hợp C sẽ bằng nào? A giao B rồi A giao C, toán chính đi mà. Đấy. Các em đừng gạch chân nhé, gạch chân nó không đúng đâu. Phải đóng gạch để chúng ta nhớ được. Đây, đấy, nó sẽ viết lặp lại. Nhìn chưa? Đấy. Cái dấu ở giữa, phép toán chính, phép toán giữa. Nối, kết nối giữa B và C là tương tự như vậy thì em sẽ ghi cho thầy là A hợp với B giao C. Bằng cái gì tự viết ra? Phải chia, chia đôi quyển vở ra, thậm chí có thể phải xoay quyển vở ra để viết cho nó chuẩn, cho nó đủ chỗ. Wow! Vừa bảo luật này luật gì nhỉ? Luật phân phối. Một là giao hoán, hai kết hợp, ba phân phối. Bốn. Ui, hồi bé mình nhớ là phủ định của Q, à của P. Cái này là cái gì? Chính là P. Luật này gọi là luật phủ định kép. Ôi, giỏi quá. Bên này thì không có tên như thế. Mà là phần bù của phần bù thì lại quay về cũ. Riêng bên này tên của nó là luật bù. Còn bên trái là luật phủ định kép. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hai thằng có tên khác nhau. Còn nó tất cả cái còn lại chung hết. 5. Phủ định của P hội với Q thì tương đương với lại phủ định của P tuyển với phủ định của Q. Hay dưới tự viết đây là luật gì? À, luật phân phối, luật De Morgan thì bên này cũng thế các em ạ. Phần bù của giao A giao B sẽ bằng hợp các phần bù. Còn phần bù một hợp thì lại bằng giao các phần bù, tức là phép toán nó lộn ngược lại. Vừa bảo luật này là luật gì nhỉ, lại quên rồi.
Duyệt, đờ, Morgan. Rồi, giỏi lắm. Đúng 5 cái rồi. Cố lên. Còn 3 cái nữa. 6. 6. Ngày xưa ấy là mình học là P hội với Chu tương đương với P. P tuyển với Phu cũng tương đương với P. Luật này là luật gì? Luật này mà luật nuốt. Chữ bên phải là chữ P mà nuốt nuốt. Đâu mà chữ P nó biến mất là nuốt chứ. Luật độc nhất. Vậy thì A hợp với, à xin lỗi, cái ký hiệu đúng rồi. A sao với lại U bị bằng A. A hợp với rộng cũng bằng A. Đó, tức là chữ chu ở bên này thì ứng với chữ u ở bên kia, còn chữ phô thì ứng với rỗng. Ông ghi chép về là không hiểu, là không nhớ được, cái chết giờ. Học một phát vừa là ôn cũ mà vừa là được mới. Vừa bảo luật này luật gì nhỉ? Luật đồng nhất. Đúng rồi, giỏi lắm. Cái thứ bảy, về dấu ở trên nó ngược lại, dấu ngược lại dấu ở trên. P tuyển với lại Chu. Chu P hội với Phô. Đúng rồi, giỏi quá. Bên này A hợp với U thì bằng U, và A giao rỗng bằng rỗng. Ui, giống 7 gái rồi, còn một cái gì nữa nhỉ? Kết hợp giao hoán phân phối. Lũy đẳng. P tuyển với P hội với P tương đương cái gì? Tương đương với P. Q à, P hội với AP tuyển với P. Luật lũy đẳng. Như vậy là A giao A sẽ bằng A. A hợp A cũng bằng A, hai cái bỏ một. Có 8 luật đúng không? Kiểm tra có đúng có 8 cái. Xem đủ chưa? Ủa, sách giáo khoa rồi. 1, 2, 4, 5, 6, 8. Đủ chưa để ta viết tiếp? Thầy không biết đúng thứ tự đâu. 8 ạ. À? Ồ đúng rồi, thực ra nó còn giống cả mấy cái nữa cơ. Kể cả tương đương tiện ích nó cũng đúng rồi. Không tin à? Không tin thôi. Như vậy là vừa nhắc được cái mớ cũ mà lại vừa ôn được cái mới. Đó. Rất hay. Đây là đánh máy cho nó đẹp. Nhưng mà làm sao mà nhớ bằng vừa nãy được đúng không? Chốc là tối về nhầm nhầm viết lại. Các phương pháp chứng minh hai tập hợp bằng nhau. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp cận với bốn phương pháp để chứng minh tập hợp bằng nhau. Là nỗi kinh hoàng. Sợ nhất là giáo viên ra bốn đề. Đề 1 làm theo phương pháp này, đề 2 làm theo phương pháp này, đề 3 làm phương pháp này, làm phương pháp khác. Ăn không điểm ngay. Rất đắng. Kẹo đắng đang chờ chúng ta phía trước. Sau đây chúng ta sẽ đưa ra một số phương pháp chứng minh hai tập bằng nhau. Một trong những cách là chứng minh tập này là tập con và tập kia và ngược lại. Chúng ta minh họa bằng luật De Morgan. Thứ nhất, đây. Chúng ta phải bình tĩnh nhé, giáo nói sẽ khá nhanh đấy. A hợp B phần bù. A hợp B phần bù bằng A sao B, A ngang sao B ngang. Thì bây giờ chúng ta sẽ nháp như vậy ghi vào vở. Để nhớ mãi. X thuộc vào vế trái khi nào? Thì chúng ta biết được là x thuộc vào a ngang ấy thì là tương đương với x không thuộc a. Nhớ nhớ lại ở trên đi.
À, nó cũng chính là phủ định của x của cả a. Ba cái này là chúng ta phải nhớ. Đấy, thì bây giờ như vậy con này nó sẽ tương đương với gì? Thuộc a ngang tức là x không thuộc vào a hợp b. Ok. Thuộc a ngang là không thuộc. Tương đương với lại phủ định của x thuộc a hợp b. Đấy, bây giờ bắt đầu mới dùng cái vừa nãy viết đấy. Đó. Phủ định của x thuộc a hợp là tuyển hay là hội. Ô, hai cái dấu nó rất giống nhau em ạ. Vừa lại cái thằng này nó cong nhưng mà nó đẹp mềm mại, còn cái thằng kia nó cứng đơ là chữ B. X thuộc B, dùng luật De Morgan đẩy dấu phủ định vào trong. Phủ định của x thuộc A gì với phủ định của x thuộc B? Ôi đúng rồi, giỏi lắm. Tiếp tục, sắp xong rồi. Tiếp tục. Tiếp tục. Phủ định của x thuộc A là x không thuộc A hội với x không thuộc B. Tiếp. X không thuộc A là x thuộc A ngang. X thuộc B ngang. Dấu hội ở giữa. Thuộc cái này và thuộc cái này thì chính là thuộc vào giao hay là thuộc vào hợp? Đúng rồi. X sẽ thuộc vào A ngang giao B ngang. Đã hoàn thiện xong toàn bộ cái kỹ thuật biến đổi. Bây giờ chúng ta sẽ tận dụng cái này, có hai phương pháp để giải dựa vào nó. Bây giờ trình bày nhé, nghe giáo chị nói trước để sau mà đấy, tí nó đánh máy rồi, có đánh máy rồi không sợ. Khi trình bày chúng ta tất cả những chỗ nào có phủ định sẽ được không viết nữa, nhớ chưa? Tất cả những chỗ nào có phủ định không viết nữa. Một này, đây có dấu phủ định này, không viết này. Đấy, thì bắt đầu trình bày này. Trình bày theo con này, giả sử x thuộc vào đây. Giả sử x thuộc vào con này. Phẩy tức là x không thuộc vào A hợp B. Chấm. Câu văn là của mình, không nhất thiết phải giống từng chữ một. Chấm một phát. Suy ra x không thuộc A. Đã nói thành lời thì nó phải trả lại tên cho em. Suy ra x không thuộc A và x không thuộc B, tức là x thuộc A ngang và x thuộc B ngang. Suy ra x thuộc A ngang giao B ngang. Chấm. Chứng tỏ tập này là tập con của tập này. Đấy là trình bày từ trên xuống dưới. Trình bày từ dưới lên trên tương tự. Bắt đầu từ đây. Giả sử x thuộc A ngang giao B ngang, tức là đi từ dưới lên trên mà. X thuộc A ngang và x thuộc B ngang. Suy ra x không thuộc A và x không thuộc B, tức là đâu rồi? Đây. X không thuộc vào A hợp B. Suy ra cái này và kết thúc con này là con của con này. Đấy. Đấy là thầy giáo hướng dẫn khá nhanh nhưng mà theo đánh máy cẩn thận đây thôi. Đó. Đó. Nhớ lời thầy dặn xong rồi chốc nữa về nhà tập trình bày lại bài này trước, sau đó làm một bài nó đảo ngược lại dấu, trình bày xong thì hiểu. Loại này không phải là loại dễ nhưng phải biết cách học thì nó trở thành quá tầm thường. Chỉ cần hiểu được cái đoạn thầy giáo viết tay vừa đấy là bài này là chấp một mắt. Nhớ quy tắc thầy giáo dạy là cứ chỗ nào có cái dấu phủ định là không đọc vào trong, không viết vào trong bài nữa. Đây là cách số 1. Nỗi kinh hoàng cho nhiều người. Lớp nào mà thầy giáo dạy bài tập phải lưu ý nhé. Thầy giáo bắt phải làm theo cách này là phải làm đúng theo cách này. Bài tập tương tự là chúng ta đảo dấu ngược lại, phần bù của một giao thì bằng hợp các phần bù. Nhắn cho bảo nấu cơm trước đi, tớ hơn 6 giờ mới về. Chú đi. Qua rồi, đâu?
Phương pháp thứ hai là phương pháp chỉ rõ tính chất đặc trưng. Phương pháp chỉ rõ tính chất đặc trưng. Lúc này chúng ta viết gần giống như con vừa nãy, chúng ta chỉnh sửa một tí. Cái con A hợp B tất cả ngang giáo nhỉ, có phải cái này nhỉ? Vẫn lấy bài đấy. Đúng rồi. Nhá. Chúng ta nhớ lại là A ngang là tập hợp của những x mà x không thuộc A. Ta áp dụng ở đây là tập hợp những x ở đó x không thuộc vào A hợp B. Viết giống như cái đoạn vừa nãy ấy. Nhưng mà thuộc, không thuộc là phủ định của thuộc đấy. Hình dung cách viết chưa? Cứ thế viết đến cái cuối cùng là nó bằng nhau. Cứ viết đến cái cuối cùng là nó sẽ bằng nhau. Nhớ chưa? Đây chưa? Viết thêm cho thầy cái này nữa vào đằng trước. Cái này bằng sang cái này. Bằng đây. Đúng cái gì nữa? Lúc đầu thấy rất khó, phải về nhà phải đọc mấy lần nó mới hiểu. Hiểu được ngay thì quá giỏi. Đấy, thì nó viết tay đến đấy rồi đấy. Ở đây thì nó tiết kiệm thêm một tí. Đây. Sau đó lại gì tiếp? Gồm những phần tử x. Cái này. X thuộc vào A hợp B là x thuộc vào A tuyển với x thuộc vào B. Sau đó tiếp tục đẩy dấu phủ định vào trong. Đẩy dấu phủ định vào trong. Mình phải tự tay mình viết cơ. Tự tay mình viết ra nó mới hiểu, nó mới nhớ được. Ở đây thầy đó vẫn tắt một tí. Xong cái này. Đó. Cái này là gì? Đẩy dấu phủ định cho nhau. Phủ định của x thuộc A gì nhỉ? Hội với phủ định của x thuộc B. Tiếp tục. Phủ định x thuộc A là? Đúng rồi, giỏi lắm. Tiếp tục. X không thuộc. Tiếp tục. X không thuộc A là x thuộc A ngang. X thuộc. Thuộc A ngang và thuộc B ngang thì chính là thuộc vào giao, đúng không? Đó, mạnh dạn lên là được mà. Viết thêm con này nữa cho nó máu. X thuộc A ngang, giao B ngang. Đúng nha, là theo định nghĩa là biết con này là bằng A ngang, giao B ngang rồi. Nhưng viết thêm một dòng nữa để cho nó máu. Thế là hai thằng này bằng nhau. Đấy, đấy là gọi là chỉ ra chất đặc trưng. Cách này rất hay. Thầy giáo viết tay nhiều hơn so với viết ở trên bảng một tí. Cho nó rõ hơn. Không tin ý. Tối về lại biến đổi tương tự như thầy cho con này này. Đâu rồi? Đây này, ấy. Tối về mà viết xong là con này. Nhắn cho nhau, nhắn với người bạn hay người yêu gì đấy, bảo tao giải này đúng chưa? Nếu đúng thì thưởng cho cái gì? Ngon lành ngay. Ôi đừng có sợ. Lấy hai đồng chí ngồi bên cạnh nhau có số điện thoại của nhau chưa? Ô hay. Chứ không nhớ sau này yêu cùng một người làm nào. Tiếp tục. Thành lập những cái nhóm đôi bạn cùng tiến, xin số của nhau xong là giải bài gửi cho nhau, đừng có chat vớ vẩn nữa về nội dung vào. Xong lại lúc sau lại quay, ôi thầy giáo hôm nay hát hay thế, thầy giáo hôm nay đẹp dài thế, thế là thôi hết học. Phải có một đứa cầm trịch, tức là luôn nhắc nhở rằng là học chứ không phải là chat. Được chưa? Viết tay dễ hiểu hơn là bằng đánh máy đúng không? Không phải tự nhiên các cụ nghĩ ra cái chuyện viết tay. Viết phấn. Một cái cách khác là chứng minh A trừ B bằng A giao U B ngang. Nhìn này. Chứng minh trong một nốt nhạc là xong. Ấy. A trừ B theo định nghĩa là tập hợp những phần tử x. Ở đó x thuộc A hội với x không thuộc B. Nhưng mà x không thuộc B chính là x thuộc B ngang. Thấy không? Đọc cái này còn dễ hiểu hơn cái vừa nãy nhau. Nó ngắn. Nè. X thuộc ở đây là A trừ B theo đúng định nghĩa là bao gồm x
x thuộc a giao với hội với x không thuộc b, nhưng mà x không thuộc b thì lại là chính x là thuộc b ngang. Thuộc cái này và thuộc cái này thì chính là thuộc vào giao. Nhớ cái chữ dấu này là nó đọc là chữ và, mà và là gắn với giao đúng chưa? Đấy, thế thì chính cái này là bằng cái này có gì đâu. Rất nhanh. Cái này nhanh hơn cách 1 nhiều và dễ hiểu hơn cách 1. Thắc mắc gì không? Không thắc mắc gì thì thôi, đấy là cách 2. Chưa, có 4 cách cơ mà. Cách thứ 3 là sử dụng các hàng đẳng thức tập hợp để chứng minh. Cái cách này các em tự đọc trong tài liệu. Cách này tự đọc trong tài liệu. Đây này, nhìn nó khủng khiếp. Cách này tự đọc trong tài liệu. Nhìn đấy à? Đó, đây à. Ô, sao lại ra cái này nhỉ? À, dùng luật De Morgan này, phủ định của một hội ở một tuyển này, à một một hợp này thì bằng giao các phần bù này. Đó, phần bù của một hợp. Coi anh như cái này là một tập hợp thôi. A hợp x, cả chữ này là một chữ thôi. Sau đó lại áp dụng luật De Morgan một lần nữa thì xuống dưới này. Đấy. Sau đó hai phép toán khác nhau này, à, đổi vị trí. Đổi vị trí chúng ta sẽ được kết quả. Cái này trong tài liệu có rồi, tí về đọc ngẫm nghĩ. Và một cách thứ tư. Phương pháp sử dụng bảng tính thuật. Phương pháp sử dụng bằng tính thuộc. Tính thuộc ở đây là thuộc hay không thuộc, nó gọi là tính thuộc chứ không phải thuộc tính nữa nhé. Thì cái bảng tính thuộc này nó gần giống như là đối với phép toán hội, phép toán tuyển. Tuyển với hội thì nó là chu chu phô phô, còn đây là 1100. Đây, A giao B nó tương tự như là P tuyển Q, à hội Q ấy. Hội chỉ đúng khi cả hai cùng đúng, còn đây giao chỉ nhận một khi cả hai đều là số 1. Tương tự, tuyển chỉ sai khi cả hai cùng sai, thì cái phép toán hợp nó cũng tương tự như thế. Cứ có một con bằng 1 là nó ra bằng 1 luôn. Tại sao nó quy ước thế mà? Tính thuộc mà. Thuộc thì đánh số 1, mà không thuộc đánh số 0. Và cuối cùng là trừ, ngược lại của 0 là 1, ngược lại của 1 là 0. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái này nhá. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau làm bằng tay luôn. Cái cách này là cách hay nhất của đất. Không tin à? Không tin thì thôi. Cố lên. Toàn thắng át mẹ ta. Chíu. Bây giờ nhé, hãy trả lời cho thầy nó sinh ra bởi chữ cái nào? A và B đúng không? Tức là nó có hai tập hợp là N bằng 2. N bằng 2 thì như vậy số dòng là mấy dòng? 5 dòng chứ, cả dòng tiêu đề nữa. 2 mũ N cộng 1 mà. 5 dòng. Mấy cột? Thì đầu tiên là một cột dành cho A, một cột dành cho B. Bên trái trước nha em nhé. Bên trái có mấy phép toán? Có hai phép toán là hợp trước, sau đó mới lấy phần bù. Hết bên trái, bên phải. Bên phải có mấy phép toán? 3. A ngang này, B ngang này, A ngang giao B ngang này. Đó. Có thể các em chưa hiểu ý là do thầy diễn đạt nó chưa chuẩn, mà mình làm cho nó nhanh. Hai phép toán đúng là nó có hai phép toán thật, nhưng một cái là phần bù của A, một cái là phần bù của B, ta coi như nó khác nhau. Nào, nếu đối với mệnh đề thì là chu chu phô phô, còn đây là 1100 1100. Tiếp mạnh dạn đọc lên là nhớ luôn, 1010 đúng rồi. Đây là phép toán hợp đúng không? Hợp nó giống như là tuyển. Tuyển chỉ sai khi cả hai cùng sai. Như vậy hợp nó chỉ nhận giá trị không khi là một cả hai cái đều là không. Còn nó cứ con một là nó ra một. Nào.
Nào đọc nào. 1 1 1 1 tiếp ạ. Đúng rồi, giỏi lắm. Bây giờ là phần bù nó ngược lại của mệnh đề, nó giống như ngược lại của một là không. Không 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 một. Chú ý lắng nghe và làm luôn thì nó sẽ nhớ. Các em trẻ khỏe nhớ nhanh. Chứ sang năm thứ hai, năm thứ ba mới học này không nhớ đâu. Lâu lắm. Lúc đấy lúc nào có hình bóng của người yêu chúng ta học hành không được. A ngang là gì nào? Không không một một. B ngang nào? Không một không một. Cái dao này nó gần, nó giống như là hội hội chỉ đúng khi cả hai không đúng. Như vậy dao nó chỉ nhận giá trị một khi cả hai đều một, có nghĩa là có một con không nó không luôn. Nào đầu tiên là gì đây? Không 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 một. Chúng ta nhìn cái tính thuộc của cái cột số 4 và cột số 7 giống hệt nhau. Tính thuộc của cột 4 và cột 7 giống hệt nhau, vậy thì nó bằng nhau. Hay quá, xong rồi. Xong rồi. Chỉ có cái phép trừ là hơi khó viết, là 1 trừ đi 1 lại ra 0, thế mới đều. 0 trừ 1 thì lại ra 0 mà 1 trừ đi 0 lại ra 1. 1. Con này này, con này trừ nó mới khó hiểu. Nào, con này mới khó hiểu. 1 trừ đi 1. 1 trừ đi 1 ai chỉ biết là 0. 1 trừ đi 0. Đúng rồi, 0 trừ đi 1. 0 trừ đi 1 là 0. Đúng rồi, đây con số này hay nhầm nhất. Có thuộc A đâu mà. Cái chỗ mà nó vừa đóng khung là hay nhầm nhất. Cái phương pháp thứ tư có vẻ dễ hiểu nhỉ, nó gần giống như là cái bảng tính, à gần là giống như chu chu phu phu ấy. Đấy. Đó, nhớ làm được cách này là tốt nhất. Cách một là cách khó hiểu nhất. Cách một 10 người, 8 người, 7 người chưa chắc đã hiểu, chỉ có 2 người hiểu thôi. Nhưng mà thầy tin là với cách dạy của thầy là 10 người sẽ hiểu cả 10. Cái phần hợp và giao tổng quát thì chúng ta sẽ tham khảo thêm trong buổi sau, ta sẽ nói qua rồi tích đề các sẽ để buổi sau học. Các em thân mến, như vậy buổi học hôm nay chúng ta dừng ở đây. Xin cảm ơn đã chú ý lắng nghe. Nếu chúng ta có cái gì đó mà không rõ, chúng ta có thể lên YouTube để xem lại.